Anh Chi xin kính chào quý vị. Bây giờ anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Ngô Trường An. Chuyện về lão Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam. Chỉ có thủ tướng mới biết. Lão Park Hang-seo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại với dáng vẻ suy tư. Lão ngán ngẩm đặt điện thoại xuống bàn, với tay bưng ly cà phê đã nguội ngắt đưa lên mồi nhấm nháp lão hậm hực bà mẹ hắn mình bỏ ra biết bao nhiêu công sức uống nắng từng cầu thủ chỉ vẽ từng thế tiếng thế lùi nghiên cứu từng chiến lược của đối phương để ra chiến thuật cho phù hợp mới giành được chiến thắng vậy mà lão kia phủ nhận công sức của mình lão nói chiến thắng đó là nhờ hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của lão nếu thua thì vô lẽ mình là người phá hoại nền văn hóa đó sao? Khi ấy chắc chắn mọi sự phẫn nộ của công chúng đều trút lên đầu mình, chứ chẳng có thằng khùng nào đi quy trách nhiệm cho cái văn hóa đậm đà vớ vẩn ấy cả. Tự nhiên, lão thấy mình thừa thải đến vô dụng. Lão thở dài, rút điện thoại ra, bấm gọi tài xế, chở lão lên văn phòng VFF. Xe vừa dừng, lão mở cửa, đi thẳng vô phòng chủ tịch, cất giọng lạnh lùng tôi đến để xin từ chức viên chủ tịch ngạc nhiên sao có chuyện gì vậy tôi nghĩ vai trò huấn luyện của tôi đã không còn quan trọng trên đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này nữa rồi vì vậy tôi xin rút lui ơ ơ ơ sao lại không quan trọng chẳng phải ngài đã đưa đội tuyển giành thắng lợi trước đội indonesia đó sao không chiến thắng đó là nhờ được hung đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của các ông đấy viên chủ tịch ngẩn ngơ một lúc rồi gượng gạo hỏi lại. Nói như vậy nếu trận sắp đến lỡ thua Malaysia thì do văn hóa gì? Lão Park cười nửa miệng. Do văn hóa lai căng, đồi trụy là tàn dư của bọn Mỹ ngụy để lại chứ do cái gì nữa? Yes! Văn hóa, văn hóa and văn hóa. Hệ ăn thì văn hóa dân tộc đậm đà. Nếu thua thì văn hóa đồi trụy lai căng. Cứ thế mà quy, cứ thế mà chụp. Good. Viên chủ tịch chầm chầm nhìn vào mặt lão Park, giọng chậm rãi nói, thật tình tôi không hiểu gì cả. Đá bóng thắng hay thua thì liên quan gì đến bản sắc văn hóa dân tộc? Ngài có thể giải thích rõ hơn không? Lão Park kéo ghế đứng lên gần giọng. Hãy đi gặp thủ tướng chính, chỉ có ông ta mới đủ trình giải thích cái văn hóa đậm cái con mẹ đà bản sắc ấy thưa quý vị bác lưu trọng văn trên tờ báo tiếng dân thì bình luận như sau nổ quá ngớ ngẩn mà không biết mình là ai không biết mình đang ở đâu các lãnh đạo của việt nam đôi khi chọn các thư ký trợ lý cho mình là những người am hiểu thủ tục hành chính hiểu biết kinh tế và chính trị mắc lê mà thiếu chiều sâu văn hóa và thực tiễn nhân văn xã hội các thư ký trợ lý này thường viết thay cho lãnh đạo thỉnh thoảng bỏ bom cho các lãnh đạo những câu khó đỡ có vị lãnh đạo khi nói thể hiện tầm tư duy rất sáng, nhưng đôi lúc để các thư ký viết văn bản mà không có lọc lại kỹ thì lập tức có vấn đề. Đây, ví dụ đây. Trong thư khen ngợi đội tuyển bóng đá vừa thắng đội Indonesia 4-0 của Thủ tướng Phạm Minh Chính do thư ký viết có đoạn Chiến thắng này là kết quả của tinh thần đoàn kết đấu pháp chiến thuật hợp lý, trình độ kỹ thuật cá nhân, bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Cái câu được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thật là một cái câu nổ quá ngớ ngẩn mà không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu. Thủ tướng nói thích ai đó nghĩ thật nói thật. Thì tôi, một phó thường dân nghĩ thật, nói thật rồi đấy, xin Thủ tướng hãy lắng nghe và cầu thị thật nha. Bóng đá là bóng đá, hôm nay thắng mai thua bình thường, như các đội Brazil, Italy, Đức, Pháp cũng thua trọng gọng đấy. Vậy họ do không được khung đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của họ à? Một cái trò thể thao đua tranh khác hoàn toàn với một hưng thịnh quốc gia và các chỉ số phát triển hạnh phúc cái sau mới đúng là rất phụ thuộc vào nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc một khi cái bản sắc ấy luôn thể hiện giá trị nhân văn cao và bao trùm trong lối sống lối ứng xử của toàn dân bao trùm chi phối trong từng đường lối chính sách của thể chế vì con người vì dân tộc tôi xin gửi cho các thư ký viết cái lá thư nổ quá đà trên hình ảnh thực rất thực những đứa trẻ của chúng ta lâu nay ở vùng sâu vùng xa của đất nước và xin hỏi nó được hun đúc từ cái văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nào? Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Quang A thì viết Tại sao các nhà độc tài rất chú ý đến thể thao? Suy ngẫm thấy họ muốn lợi dụng nó cho tính chính đáng của mình Một cái kiểu của người phúc ta vơ bừa vào cho mình Ông thủ tướng Hungary bây giờ cũng rất để ý đến bóng đá Ông Putin tổng thống nước Nga cũng thế Và ở xứ ta cũng vậy từ thưởng một tỷ đồng đến đậm đà bản sắc dân tộc. Xem cái hình dưới đây về số các tổ chức phi lợi nhuận ở Hungary, trong đó số các tổ chức thể thao tăng vọt trong cái thời Cộng sản cho đến năm 1982 cũng thế là chữa cháy. Còn các tổ chức liên quan đến tôn giáo thì ôi rồi ôi, nó sụt khủng khiếp. Và thưa quý vị, anh Phạm Minh Vũ thì cho rằng ông chính ngáo ộp. Anh ấy viết, ôi Thủ tướng ngáo ộp, chiều ngày 16 tháng 7 năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân ra tận bậc thềm Điện Élysée để đón tiếp huấn luyện viên và các tuyển thủ đội Pháp vừa đoạt chức vô địch Cúp bóng đá thế giới năm 2018 từ Moscow trở về. Phát biểu tại buổi tiếp đãi Tổng thống Macron đã cảm ơn các tuyển thủ. Ông nói, đội bóng này thật đẹp vì các bạn rất đoàn kết. Suốt 90 phút, ông Macron chỉ chào hỏi các vì sao đang tỏa sáng ở nước Pháp. Ông chẳng gắn dân tộc, quốc gia hay đảng phái chính trị nào mà làm nên cái thành công đó cả. Một trận đấu cả thế giới phải ngước nhìn theo ấy và ngưỡng mộ các cầu thủ. Không vì thế mà Macron phải nói đạp cả thế giới dưới chân hay là cho đó là đậm đà bản sắc văn hóa Pháp. Đúng không, ông Macron chỉ cảm ơn các cầu thủ vì đã làm tốt cũng chẳng xem đó là vinh quang vĩ đại hay chiến thắng vĩ đại gì cả vì mà không hiểu vị thế một quốc gia không phải chiến thắng một giải bóng đá tầm cỡ quốc tế như thế mà vị thế đi lên bằng năng lực của quốc gia nó phải là bao nhiêu phát minh khoa học cho nhân loại bao nhiêu dự án giáo dục y tế môi trường cho nhân loại vị thế của quốc gia nó phải mang sự thịnh vượng cho chính nhân dân nước pháp một nền cộng hòa mà nhân dân mọi người đều bình đẳng trước pháp luật một xã hội mà ai cũng được đối xử công bằng bất kể tôn giáo hay dân tộc Mọi người đều hưởng an sinh tốt nhất, y tế giáo dục miễn phí và đặc biệt chính phủ điều hành quốc gia phải biết lấy dân làm gốc, nhìn ra cái sai để mà sửa sai. Chỉ một trận vòng loại bóng đá mà ông Phạm Minh Chính lập tức tự sướng và cuồng vĩ cho rằng Việt Nam đang có những phát minh khoa học vượt bậc, một hướng đi phát triển kinh tế cho nhân dân một sự thịnh vượng và bền vững trời ạ à, là thủ tướng mà không biết bóng đá chỉ là một trò chơi hôm nay thắng ngày mai thua là lẽ thường tình mới thắng mà đã nổ khắp năm châu chấn động địa cầu như thế nếu vô địch world cup như xứ pháp thì không biết anh chính nổ tới tận đầu nữa hai sự việc chẳng ăn nhập gì nhau mà phát ngôn như một kẻ vô thức thiếu suy nghĩ thắng tất cả là do sự đoàn kết và nỗ lực từng cá nhân chẳng có văn hóa gì ở đây cả làm thủ tướng mà ngáo ộp như thế thì đất nước trông cậy vào đâu? Tỉnh đi chính à? Tỉnh lại đi mà ngửa tay xin tiền dân mua vaccine đi kìa. Cả thế giới họ chích ngừa miễn phí cho dân người ta rồi đấy. Tỉnh dậy ngửa tay xin lấy tiền từ mấy cháu bé đập heo kìa chính kìa. Trong khi các ông ngửa tay xin từng cắt của bà bán vé số của em bé đập heo thì các ông lại đem 1 tỷ đồng đi tặng cầu thủ bóng đá vừa mới thắng trận vòng loại quá là bất công và vô lý. Thắng bóng đá đâu có giúp đẩy lùi dịch bệnh, nhưng mà có vaccine thì có thể giúp đó nha. Làm thủ tướng sao lại có cái pha xử lý hết sức cồng kềnh và ngáo ộp đến như vậy chứ? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới.